Trời ơi, hôm nay tôi sẽ đi chứng minh cho mọi người thấy cái danh hiệu ông Hoàng ăn may của tôi không phải chỉ là cái danh thôi. Đó chính là sự thật. Xanh một viên đỏ, bắn mình đi. Tôi nghĩ viên đỏ viên xanh. Trời ơi, cái nhờ ông xài thì 234 lấy sức là 50-50. Yes sir. Bây giờ chúng ta sẽ xài đồ và chắc chắn là chúng ta sẽ xài một cái đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ xài một cái cưa. Đưa hai máu đây thằng quách con này. Giơ tay lên bạn ơi. Viên đầu chắc chắn là viên màu đỏ rồi. Yes sir. Đưa tay lên bạn yêu. Ốc trời ơi. Oh shit. Đúng rồi, mình phải liều. Nó hiểu ngay luôn á. Cộng phát nữa được không? Phải tới lượt mình mới cộng được. Đó, nó cộng mình đi. Nhưng mà viên này kéo là viên. Ôi xồi. Ôi xồi ôi, nó xài hết đồ luôn kìa. Trời đất ơi, cái con NPC này nó dùng một phát vốn đồ sống làm sao được. Về luôn á, xài hết luôn mà, xài hết tất cả mọi thứ mà nó có. Ủa hết cộng rồi á, chứ không phải là xài vốn đồ món gì cũng được hả? Ui, một tim. Kiểu này là đi chầu Diêm Vương rồi. Nãy giờ ba viên đỏ rồi á. Mà bây giờ mình đâu có heal đâu. Thôi không sao, mọi người tin tôi. Viên này không thể nào là viên đỏ được. Tại vì sao? Bây giờ nó chỉ còn một viên đỏ thôi, trong khi nó còn tận 3 viên xanh. Sao mày ngu thế hả? Làm gì có chuyện đến viên này viên đỏ. Tôi chắc chắn là không thể nào ra viên đỏ được. À thế à? Mọi người yên tâm, viên này chắc chắn sẽ là một viên xanh. Đéo tin. Sao có thể? Cái gì đấy? Trời ơi. Về luôn con game này. Bro, thật sự.